Xin chào mọi người, mình là Phan Thông, Phan Thông Mô Tô, số điện thoại 0906620266. Để mình đọc lại số điện thoại nha, 0906620266. À, hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến cô chú, anh chị em, các bạn đó là chiếc xe tuốt ở đằng kia. Vì hai chiếc xe này nó đã cũ rồi, đã cũ đối với cái Facebook của Phan Thông rồi. Đã có video, đã có linh hình rồi. Rồi, chiếc xe này là... À, cảm ơn em. À, mở kiến cho coi miếng, cho coi miếng. Dở kiến lên coi miếng. Xa quá sao mà kêu lấy này được. Ơi, cái gì mà mở kiến cho coi miếng, cho coi miếng. Rồi, cảm ơn em. Đây, chiếc xe này đó là SH125 CBS. Cũng cái dòng này mà phân khối nhỏ đó, thì nó có 125 CBS. CBS có nghĩa là Combined Brake System. Combined Brake System CBS có nghĩa là hệ thống thắng kết hợp. Tụi mình bắt vô là phanh kết hợp. À, nó combine ở chỗ là mình bóp cái thắng sau thì nó tác động luôn cái thắng trước. Combine kết hợp. Còn ABS thì mọi người đã hiểu, chống bó cứng phanh. 125 nó có hai dòng là CBS, ABS. Rồi 150 CBS, ABS. Chiếc này 125 CBS. Đó là cái giá trong phân khúc, cái giá tiền nó nhẹ nhất. Đặc điểm của SH này, rất là nhiều người Việt Nam ưa thích nó, sử dụng nó nhưng mà không biết nó nổi trội gì hơn với lại so với những cái dòng xe khác cũng là 125cc. Qua SH cũng 125cc nhưng mà cái hiệu suất máy nó cao hơn, công suất nó lớn hơn, nó gia tốc mạnh hơn, nước hậu nhanh hơn. Chắc chắn là như vậy luôn. Cũng 125, các bạn thử so với là 125 chiếc BCX, chiếc Lead, chiếc gì đó ta, SH1 đó, thì là cũng nhiều dòng 125 lắm nhưng mà chắc chắn không bao giờ cái hiệu suất máy nó bằng SH125 này. Rồi, thông xin công bố cái giá mong muốn nhượng lại luôn, công bố giá bán chiếc xe này á, là giá là 83 triệu, tình trạng zin 100%, hoàn hảo, zin 100%, đủ đồ như quý vị đã thấy. À, kiến rồi, ở trong đây bộ đồ nghề, hai cái remote Odo hiện tại nó là 3650 km, 3650 km. Một đời chủ đăng ký lần đầu 2021, một đời chủ. Biển số Thành phố Hồ Chí Minh 59C407558 07558. Rồi, bắt đầu xin camera vô cái từng chi tiết đó. Thông cũng chơi xe là như kiểu xe mô tô, là không té ngã đâm đụng. Toàn bộ zin hết, chưa tì vết nào cả, chưa có một món sơn gì lai. Ốc, màu của phuộc rất là mới. Cái màu phuộc, màu ốc này, xe ô đô càng cao thì nó sẽ cũ xuống. Còn mới, cái miếng, cái ống này cũng vậy. Ống này là ống thoát nhất dư của cái Boe này, càng cũ thì cái này nó càng vàng, đây rất trắng, có nghĩa là ô đô thấp. Toàn bộ nước sơn zin hết. Cái phần này rất là dễ trầy xước. Cái phần mà cái miếng mạ chrome rất là dễ trầy xước, các bạn chưa trầy miếng nào luôn. Không dán keo nha. Rồi, phần phuộc ốc bánh trước. Cái phần này là phần dễ cũ nè, kia là 7 màu đó. Nói dễ cũ. Ốc 7 màu, những cái phần này cũng rất là dễ cũ mà nó còn mới như vậy, chứng tỏ là xe mới. 7 màu. Còn cái cùi đĩa này không có cũ nổi đâu. Rồi, chiếc xe nó đơn giản, một chiếc xe tạm gọi là, có thể nói xe quốc dân đi.
Cái nó là cái tên, cái thương hiệu tốt nhất trong dòng tay ga. Mình dùng từ tốt chung luôn, tốt nhất luôn, kể cả Honda, Suzuki, Yamaha hay là gì đó tại Việt Nam này, thì SH nó được tin dùng nhiều nhất về chất lượng, về kiểu dáng, về cái thời thượng nữa. Rồi, thông tin nhắc lại, SH125 CBS 2021 một đời chủ, đủ đồ, zin 100%, hoàn hảo, có thể gọi là like new, 3.650 km, giá thông mong muốn là 83 triệu. Video đây có lẽ hơi ngắn hả quý vị ha. Rồi thôi đành vậy, nó ngắn là vì không có gì nói thêm cả. Thông cũng lưu ý, Thông cũng lưu ý đó là về cái cách chơi mạng xã hội rồi. Thì cô chú anh chị em có mến những dòng xe của Thông review thì nên bấm vô cái phần mô tả, trong đó sẽ thể hiện rõ là chiếc xe đó đã bán hay chưa. Nếu xe nào đã bán, Thông sẽ chèn vô cái dòng chữ ở trên cùng, dòng ngày tháng năm đã bán, chữ viết hoa. Rồi, cũng trước khi kết thúc là Phan Thông Mô Tô, số điện thoại 0906626266. Số đó các bạn gõ một cái là nó sẽ ra được Zalo và luôn cái Facebook. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị em các bạn ở những chiếc xe khác khi Phan Thông có, và Phan Thông thực chỉnh chu hình ảnh chi tiết từng hình ảnh và cả video nữa. Mặc dù cái ekip quay của Phan Thông hiện tại và không có, Thông chỉ nhờ những anh em thông thả thời gian cầm máy giúp để quay giùm thôi. Xin chào tạm biệt.